Be strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Quay lại với con game sinh tồn Bắt Chú Bát anh em à. Bữa nay thì kiếm được cái tổ Wilder level 5. Thì sẽ đi bam thử xem thế nào. Có cái tổ đó thì nó khá là trâu đấy anh em à. Thì bữa nay sẽ đi quất thử xem thế nào ha. Nó ở ngay cái vị trí này nè. Để mình mở cái bản đồ lên cho anh em coi. Nhiều anh em kêu là đến lúc mạnh lên thì không kiếm được cái tổ Wilder để bam. Thì bữa nay sẽ dùng cái máy bay trực thăng với lại cái xe tăng đi bam cái tổ này ha. Tổ level 5 này cũng có vẻ trâu phết anh em à. Đây mình sửa lại cái đồ nghề cái đã. Thì nó ở cái map level 5 ha. Anh em có thể coi cái trên cái bản đồ sẽ thấy. Thường thì khi mà mình vô được một cái map thì nếu mà có cái tổ Wilder thì cái con EB nó sẽ báo hiệu. Con EB nó báo hiệu là có cái tổ Wilder. Đây, chờ cái chỗ vị trí đây nè. Nó nằm ngay trên ha. Mình lút đồ sương sương đã, xong rồi lên bam. Có cái bữa trước mở được cái máy bay trực thăng đó, mình nghĩ là chắc cũng ngon đấy, nhưng mà chắc phải lên cấp đây cái tổ Wilder này anh em. Tổ này nó để hát đâu đây, mình triệu hồi cái máy bay nè. Dùng pháo tự hành rồi đó, cái con khỉ này ngon này anh em. Khi mà gần giết được cái tổ thì anh em dùng kỹ năng của con khỉ này, của anh Công nó đuổi mấy con kia đi để mình bắn cái tổ cũng khá là ok. Nó có cái máy bay bắn phụ nè, xịn sò phết anh em mà. Nhưng mà đam có vẻ chưa to lắm, đam một cái máy bay nó cũng hơi sida. Ok, rớt mất cái khiên rồi, từ từ nha. Có cái khiên này thì nó đỡ đòn được, nhưng mà mấy con mà nó bắn mấy con nhím mà nó bắn cái màu xanh. Ê, nó đang giết cái con boss kìa anh em, đang giết mấy bọn lính kia kìa. Nó đang giết mấy cái bọn lính kia, tranh thủ mình bắn được cái tổ của nó anh em à. Nó đang giết thằng lính ở đằng sau kìa anh em. Thằng lính là với cái bọn quái thì nó cũng đánh nhau nha. Đó, mấy con quái nó tập trung nó đánh thằng lính kìa anh em. Thơm không? Ngư không đắc lợi anh em à. Thơm thật chứ, tự nhiên thằng lính đâu bu bu lại cái thằng lính cầm khiên đó. Trời ơi, bị mấy con quái nó giết chết rồi. Thằng lính cầm khiên cũng trâu nha. Mà bị mấy con quái nó bu vô nó đánh. Thời gian nó mình bắn khá là nhiều máu của cái tổ ha. Trời ơi, bị rơi cái khiên rồi, không được chơi cái khiên, không được anh em à. Chơi cái khiên này hơi lỏ, chắc là phải đổi sang súng AK cho cái con khỉ quá. Thì một nhân vật sẽ mang được hai súng nha. Nếu mà anh em nào chưa biết thì nó có hai chỗ để súng, vị trí 1 và vị trí 2 có thể đổi qua lại. Từ từ để mình bắn nốt con này đã, xong rồi mình sẽ thiết lập lại cái súng ha. Chứ dùng cái khiêng này có vẻ không ngon lắm anh em ạ. Cái khiêng này cái khiêng nó rơi xuống nó làm choáng, mà cái khiêng này dỗm quá. Khiêng này khiêng xanh lá. Đợt trước thì mình đã nâng lên được đồ xanh dương rồi, nhưng mà chưa có kiếm được nhiều. Chưa có kiếm được nhiều mấy cái mảnh xanh dương để mà nâng cấp. Đa số là mấy lắp level 7 hình như mới có anh em à, hay sao á. Ok, đây mình sửa lại cái khiêng, nhưng mà cái khiêng này nó chưa có, nó phải có thời gian hồi máu nữa. Thôi nó lại bị rơi nè anh em. Phải trưởng không? Nó chưa kịp hồi máu bị cái con ấy nó bắn vô cái nó bị rơi. Rồi mình kéo bọn này ra đây, mình đổ sang cái súng AK quá. Cái khiêng này có vẻ không ổn lắm anh em à. Nhưng mà chạy ra đây để nó hồi máu cái đó. Thì bắn level 5 mà chật vật như này thì chắc là chưa chơi được cái con thủ lĩnh đâu anh em à. Cho nên là vẫn phải đi mức độ thêm. Rồi lên full đồ xanh dương may ra. Đồ tím thì chưa thấy mở được. Chắc là phải nâng cấp bàn chế tạo, hoặc là chắc là phải nâng cấp bàn chế tạo rồi. Nên chưa mở được. Ok, mình sẽ dụ mấy con quái nó đi xa xong rồi mình quay lại mình bắn cái tổ. Thời gian đó cái khiêng nó hồi lại cũng khá là ok. Thì tầm lên được level 5 là bắt đầu thấy chật vật nha. Level 5, level 6 là thấy khoai, không biết level 7 không biết bắn sao đây. Level 7 chắc phải lên đồ tím quá. Để cố gắng đẩy nhanh tốc độ để lên được cái mở được cái bàn chế tạo đồ tím thì có vẻ ngon anh em ạ. Hiện tại thì mới tới được thanh dương nè. Đạn tủng thì cũng ngon rồi, súng thì cũng có, mới tới súng xanh dương thôi.
À, súng súng xanh lá, có súng xanh dương cũng có một khẩu nhưng mà nó chưa được nhiều. Mình tính là chắc là để nếu mà có cái đồ tím thì để dành nâng cấp cái đồ tím có vẻ ngon nhất, tại vì có anh em chia sẻ trên kênh là kêu là cái đồ tím đang là cái đồ ngon nhất anh em ạ. Cái súng tím hoặc là cái đồ trang phục màu tím mình chưa thấy nhưng mà kêu bảo là ngon nhất, thì đang tính mở để lên đã, chứ bánh này nó hơi su cà na, với lại chắc là mình nghĩ là phải đi giết quái nhiều thì nó mới lên điểm kinh nghiệm anh em ạ. Nằm mà nâng cấp full thì mới mạnh được đó, chứ cũng phải đi loot đồ, à loot đồ giết mấy bọn quái này để lên điểm kinh nghiệm cho từng thành viên tổ đội, với lại đồng thời là có được các cái vật phẩm để mà nâng cấp cái trụ sở và mấy đệ nữa, mấy con robot EB hay là chân to này nó sẽ được nâng cấp thêm đó. Thì đây giết bọn quái này khá là đông ha, cái tổ level 5 này nó đẻ nhiều phết anh em, mà nó vẫn tiếp tục đẻ kìa, đẻ nhiều phết á. Ok, mình sẽ dùng cái pháo tự hành đó, cái pháo tự hành với lại cái máy bay, cái pháo tự hành làm cho mấy con quái nó bị choáng ha. Rồi sẽ dùng kỹ năng của công để đuổi bọn này đi, mình bắn cái tổ. Đó, cái máy bay này thì cũng ngon đấy, nó bắn được khoảng thời gian cũng khá là lâu. Nếu mà lên được nâng cấp cho nó thì chắc nó khả năng nó sẽ bắn lâu hơn. Theo như mình đoán là như vậy. Ok, đây thì cái tổ nó gần đi rồi anh em à. Cái tổ nó gần hy sinh rồi. Ồ, mấy con này nó bù ghê quá. Lại bị rơi cái khiêng rồi anh em à. Quái. Bọn này nó bù ghê quá anh em à. Mấy con rắn nó có cái kỹ năng nhiễm độc nha. Nó cắn xong rồi nó làm lây lan độc tố cho mấy cái thành viên khác á. Âm ra là khó chịu phết anh em à. Gặp mấy con bắn axit nữa, rồi con nhím bắn tên nữa, khó chịu nha. Từ để hồi máu cho đồng đội ra, hồi máu đầy đủ chứ mất công lại bị chấn thương thì bị giảm sức mạnh. Đó, luyện lại cái khiêng, nhưng mà cái khiêng này xì đa quá ta, không biết là cái khiêng chắc phải mấy mốt người có mấy khiêng xịn hơn thì mới đỡ được đòn nhiều anh em mà. Hiện tại đỡ được có mấy đòn là nó bị hết máu, cái khiêng máu nó ít quá. Ok, đây thì cái khiêng nó chưa kịp hồi máu luôn, nó lại rơi cái khiêng anh em ạ. Phải trưởng thật chứ, nó ức chế cái khiêng này lắm rồi đấy, nhưng mà cái khiêng này nó ngon anh em ạ, nó đỡ đạn nhiều. Nếu mà gặp quái ít á, thì dùng cái khiêng cũng ngon, nhưng mà với số lượng quái nhiều như thế này thì mình cảm giác như là không được ngon lắm đâu anh em. Không được ngon lắm. Nếu mà dùng với một hai con thì nó đỡ đòn được, hoặc là dùng với bọn gặp mấy bọn lính bắn súng thì có thể đỡ đòn được, nhưng mà máu nó hơi 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 mỏng ha. Chắc là sau này phải lên cái khiêng xịn xịn chơi nó mới ngon anh em ạ. Nó đỡ đòn thôi nhưng mà máu nó phải trâu cơ thì nó mới ngon được. Đây cái khiêng này nè, cái khiêng này su cà na quá ta, máu chưa hồi nữa. Để suy nghĩ xem nào, bơm máu cho đồng đội trước cái đó. Cái tổ nó cũng gần hết rồi, cái tổ level 5 này mình nghĩ là chơi vẫn được, không có vấn đề gì. Chủ yếu là có đủ thời gian để hồi hồi máu là được, chứ còn cái tổ 5 này chắc chơi được. Bữa sau kiếm thử cái tổ 6 chơi thử xem thế nào anh em. Tổ level 5 này thì dứt cũng khá là ngọt. Quái nó ra hơi nhiều thôi, gặp mấy con trâu trâu thì nó hơi khoai thôi, nhưng mà có sự hỗ trợ của pháo tự hành với lại cái máy bay thì giết cũng khá là ok. Ở đây nó cũng sắp chết rồi nè anh em, rồi hy sinh rồi, phá được cái tổ Wilder rồi, đạt mục tiêu luôn ha. Đó, ra rơi được khá là nhiều vật phẩm xịn sò phết á. Cái ống sắt đó ở mấy map level 5 với level 6 là nó ra nhiều anh em mà. Đó, giết tổ Wilder lên được điểm kinh nghiệm nữa nè, ngon nha. Ok, thì bây giờ chắc lại chuyên mục đi tìm lõi trang bị thôi. Thường thì đang đi quét map để kiếm mấy cái tổ Wilder giết để lên điểm kinh nghiệm với lại thu thập vật phẩm. Đồng thời thì sẵn đó thì đi quét map để kiếm mấy cái map mà nó có mấy cái lõi để nâng cấp anh em à. Ok, bây giờ sẽ đi qua cái map có cái lõi thiết bị ha. 2000 years later. Ok, thì bây giờ sẽ sau khi đi quét map thì mình đã phát hiện được một cái tín hiệu lõi, linh kiện lõi.
ở cái map level 6 đây, chỗ chấm than trên bản đồ. Anh em nhìn trên bản đồ thì sẽ xác định được cái vị trí ha, thì sẽ đi kiếm cái lõi này để xem là cái lõi này là lõi gì. Nó chỉ kêu là linh kiện lõi thôi, nó có thể là lõi của EB, lõi của chân to, hoặc là lõi của cái bàn chế tạo á. Hiện tại thì có ba cái đấy là dùng linh kiện lõi để mà nâng cấp và phục chế ha. Nâng cấp lên thì phải dùng mấy cái linh kiện lõi đó, thì mình nghĩ là chắc nó sẽ nằm rải rác ở những cái map nó nằm rải rác ở những cái map mà chưa được mở thôi. Chủ yếu là anh em đi quét map, nhưng mà anh em để ý là quét map nhưng mà phải quét được hơn nửa map nha, chứ anh em mới vô map mà anh em đi ra map khác luôn thì nó không có báo đâu. Đợt trước mình mới phát hiện ra là đi khoảng tầm nửa map á, thì đến gần gần cái chỗ mà có linh kiện lõi á, thì con EB nó mới phát hiện. Chứ mà anh em đi một đường thẳng từ map này qua map kia nhiều khi là xa quá, EB nó phát hiện không kịp anh em. Ok, đây để giết mấy cái con rắn với lại mấy thằng lính ở đây đang đánh nhau. Ui xèo đây, mình thương ông Đắc Lợi chứ nha. Đó, nó rơi được ống khá là nhiều ha. Cái ống ống thép này nó khá là hiếm anh em à. Nó hiếm cho nên là đi mấy cái map level 5, level 6 thì nó rơi ra nhiều hơn, tỷ lệ cao hơn với mấy cái map mà thấp. Giờ thì chắc mạnh rồi cho nên đi mấy lắp cao để kiếm thêm đồ ngon. Ok, thì cái linh kiện lõi nó nằm trong đây ha, nằm trong mấy cái nhà này nè, cái nhà này nè, theo như trên bản đồ thì báo là nằm trong cái nhà này. Sẽ vô đây kiếm, chắc nó ở dưới tầng á, nó ở trên tầng. Thường thì nó sẽ nằm trong mấy cái nhà có tầng hoặc là có hầm, nó nằm ở dưới, sâu sâu phía dưới á. Qua mấy tầng mấy ải rồi mới lấy được cái linh kiện lõi chứ không phải đơn giản đâu anh em. Mà thì sẽ quét map để giới thiệu cho anh em những cái chỗ nào mà có lõi đi kiếm về nâng cấp. Nâng cấp lên thì chắc sẽ mạnh đấy. Ở đây thì mình nâng cấp được cái ở đây thì nâng cấp được cái gì ta, nâng cấp được EB giai đoạn 2, chân to giai đoạn 1, cái bàn trang bị giai đoạn 1, nâng cấp qua một lần. EB thì nâng cấp 2 lần rồi đó, thì bây giờ phải đi kiếm thêm linh kiện lõi. Để thiếu linh kiện lõi thì lại chơi không được, nó không nâng cấp lên thì nó yếu lắm anh em ạ. Cái con EB này nâng cấp lên nó có thêm cái radar nữa nè, radar để quét, nhưng mà nó chưa ngon đâu. Mình đọc thấy cái bảo là nâng cấp lên giai đoạn 3 thì nó sẽ quét liên tục. Hiện tại thì nó đang quét map nhưng mà nó quét có thời gian giới hạn, và nó còn quét được cái tổ builder nữa cơ. Nếu mà nâng cấp lên level 3 thì nó quét ngon hơn nữa anh em ạ. Thì đó, bây giờ phải tìm thêm hai cái linh kiện lõi nữa. Phải kiếm hai linh kiện lõi của con EB nữa thì mới nâng cấp tiếp được giai đoạn 3. À, đây có khá là nhiều ống ha. Cái ống với lại cái ống thép này là cái khó kiếm nhất này anh em. Cái đó mà phải mua bằng tiền nó mới có nữa nè. Nếu mà anh em không kiếm được, anh em mà nó bán trong cửa hàng á anh em, nó bán bằng tiền là biết là cái mức độ hiếm của nó là như thế nào rồi ha. Nên phải đi đi quét map, đi săn quái để mà mở lên được cái mở lên được những cái trang bị cần thiết, những cái lõi nè, hoặc là cái linh kiện, rồi cái dụng cụ nè. Đó, rồi tích cực đi quét map thôi, không còn cách nào khác ha. Muốn mạnh thì phải đi map quét map, tại vì sinh tồn mà. Đây xuống xuống tầng hầm ha. À, lên lầu, này lên lầu, nó sẽ có những cái tòa nhà là phải lên lầu. Những tòa nhà thì phải đi xuống như hầm, phải như hầm xăng thì đi xuống dưới. Còn đây là cái tòa nhà. Đây, gặp mấy bọn này trông phết anh em ạ. Ui, bắn gần chết luôn kìa. Hên quá là chơi cái đe dọa kịp anh em ạ. Đe dọa cho nó chạy ngược ra để có thời gian bơm máu. Nó bắn gần chết luôn kìa. Có khiêng, có chân to đỡ, nhưng mà anh bạn beo đứng ngoài bị dính đạn quá. Này chắc phải hai người cầm cầm khiêng. Cầm khiêng thì không được bắn súng dài, bắn súng lục nó hơi yếu này. Cầm khiêng thì bắn súng lục nó cảm giác nó yếu lắm. Không biết là theo anh em thì nên cầm khiêng hay là không nên cầm khiêng ta. Nhiều anh em thì kêu chơi shotgun. Shotgun thì có vẻ mạnh, tại vì nó mạnh về tầm gần. Tốc độ bắn nó hơi chậm nhưng mà đạn nó ít, nhưng mà cái sức công phá của nó thì ok. Chắc là phải có một shotgun đi đầu rồi tiểu liên đi sau quá.
mấy cái súng sấy đi đằng sau để sấy, còn shotgun đứng đầu để bắn kiểu bắn ra cản trở đó. Nó có cái đạn xanh là đạn đẩy á. Còn mấy honey đằng sau thì có thể dùng đạn xuyên giáp, đằng trước thì dùng đạn đẩy để đẩy mấy bọn quái này lại thôi. Đó thì nó có vẻ ok hơn ha. Lúc nào mình sẽ thử một số cái đội hình khác xem thế nào. Ok, đây thì coi nè. Đây đây có cái thùng nè. Rồi đó, cái lõi ở đây nè anh em. Cái linh kiện lõi nó nằm trong cái thùng gỗ này nè. Mình đi tới cái thùng gỗ này nó báo hoàn thành, tuy là chưa mở nha, nhưng mà nó báo hiệu là hoàn thành rồi, để cho mình biết là nó nằm ở trong đấy. Cái hiệu ứng sói chu này làm cho đồng đội nó đỏ lên, không biết là nó sung lên hay sao ta. Làm cho mấy đồng đội nó đỏ lè luôn nè, nó cam cam, nhưng mà nó đỏ, nó cam cam, chắc là bắn mạnh hơn quá. Rồi con gấu trúc nó còn có kỹ năng cuồng nộ nữa cơ. Đây cái linh kiện lõi này, để xem cái linh kiện này linh kiện gì đây. À, linh kiện lõi EB anh em à. Vậy là mình đã kiếm được thêm một cái linh kiện lõi EB. Thì thiếu một cái lõi nữa thì sẽ nâng được lên giai đoạn 3 của con EB ha. À, ngon đấy, đây là linh kiện lõi EB này. Thì anh em nào mà chưa kiếm được cái linh kiện lõi thứ ba của con EB, tại vì hai cái linh kiện lõi trước thì mình đã dùng để nâng cấp lên giai đoạn 1, giai đoạn 2 rồi. Thì bây giờ sẽ kiếm thêm hai cái linh kiện lõi nữa để nâng cấp lên giai đoạn 3. Đó thì ok, nếu mà anh em nào mà chưa kiếm được thì có thể tham khảo ha. Và anh em coi video clip tới đây thấy hay, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh em có chia sẻ gì về cái phần chơi thì có thể để dưới phần comment. Ok, thì mình kết thúc video clip tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em những video clip tiếp theo. Bye bye.